Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác đam mê và yêu thích cây cảnh, đam mê và yêu thích bonsai. Thì hôm nay trong một cái video ngắn này, em cũng xin phép được giới thiệu đến các bác, gửi đến các bác một cái mẫu kéo cặp đôi cắt tỉa Capuchin Hàn Nhật Bản. Và cái mẫu này thì rất là hot hit và đang làm mưa làm gió ở trên thị trường luôn đấy các bác ạ. Cái mẫu này nó hot từ năm 2021 đến năm từ năm 2020 đến năm 2021, nó vẫn còn đang rất hot nha các bác nhá. Bởi vì cắt nó xuống và nó rất là sắc, nó lại còn tiện nữa các bác ạ. Thì cái cặp đôi này nhà em đang bán là một bộ này, một cắt một tỉa là 200.000 một bộ, bao cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác. Tuy nhiên nếu mà năm ngoái bác nào đã mua một cái kéo tỉa bên em, các bác vẫn còn cái kéo cắt các bạn vẫn còn thiếu, hoặc là các bác năm ngoái các bác mua một cái kéo cắt mà các bác vẫn còn thiếu cái kéo tỉa, thì nhà em cũng có cung cấp luôn cả cái kéo này luôn nhá. Và cái kéo này thì nếu các bác nào mua lẻ một cái thì em sẽ bán là 100.000, đấy là giá chưa bao cước phí. Nếu bác nào lấy hai cái em sẽ bao cước luôn. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết luôn về cái kéo này. Và cái kéo này em cũng đã làm rất nhiều video rồi, thì bây giờ em lại chi tiết qua một chút thôi, để cho các bác nào mà các bác mới đăng ký kênh của em, các bác chưa biết đến cái bộ đôi kéo này thì các bác có thể tham khảo nhá. Thì khi mà các bác mua hàng sẽ được đựng trong một cái vỉ nhựa này. Đó, đây là cái cán cam này, cán nhựa màu cam này. Ở trên chữ này còn in chữ Capuchin 8639 nha các bác nhá. Capuchin 8639 này. Và đây là cái chốt đóng mở này, cái chốt đóng mở của nó này, các bác chỉ cần mở ra rồi các bác đóng lại cho em là rất là ok luôn. Đấy, các bác đóng vào như thế này là được nhá. Và cái lưỡi kéo thì được làm bằng thép SK5 đúc nguyên khối, thép SK5 đúc nguyên khối nhá. Đây này, đây là lò xo trợ lực này. Với cái kéo này thì nó rất là gọn, các bác nhìn thấy không, nó rất là gọn. Tay cầm bằng nhựa nhá, tay cầm bằng nhựa màu cam nhá. Đây là cái kéo cắt cành này, để cho các bác có thể cắt những cái cành bằng ngón tay út của em này. Các bác cắt một phát là xong luôn đấy. Đây, cắt được bằng những ngón tay út nhá. Còn về cái kéo tỉa này, tỉa răm thì các bác sẽ tỉa những cái cành ở sâu bên trong. Các bác sẽ tỉa những cành ở sâu bên trong cái cây bonsai nhà mình ấy, các bác luồn lách vào bên trong rồi các bác tỉa nó đi, tỉa những cành xấu đi. Đây, cái kéo tỉa này thì nó cực kỳ là sắc luôn. Đấy, đầu nó là đầu nhọn nhá các bác nhá. Đầu là đầu nhọn này. Ở trên cái kéo này cũng in chữ Capuchin 8639 nhá. Tay cầm cũng là tay cầm bằng cán nhựa này. Đây là lò xo trợ lực. Và đây là cái chốt đóng mở vào, đóng vào mở ra của nó này. Khi mà các bác dùng xong ấy thì các bác đóng nó vào như thế này để cho nó được đỡ bị trẻ con nó nghịch, nó đỡ bị đứt tay. Thì đây này, cái kéo cắt này, kéo tỉa này. Các bác, cái này các bác có thể tỉa cành hoặc là các bác cắt giấy, cắt tờ, cắt cái gì cũng đều có thể cắt được. Khi mà các bác dùng xong các bác đóng cái này vào cho em nhé. Lưỡi kéo thì cực kỳ là sắc luôn. Đã có video em test thử rồi đấy, các bác có thể vào những cái video trước của em để tham khảo nhé. Đây là hàng Japan Nhật Bản này, hàng Japan Nhật Bản chính hãng 100% luôn. Đây còn có tem bảo hành ở trên này. Nhận hàng ở bên nhà em nhé thì các bác cứ kiểm tra thoải mái luôn các bác ạ. Kiểm tra thoải mái, đúng hàng đúng sản phẩm các bác mới phải thanh toán tiền. Thì nếu mà các bác nào quan tâm đến cái mẫu kéo này mà các bác muốn mua ấy, thì các bác để lại số điện thoại cho em ở phần bình luận, hoặc các bác alo trực tiếp đến cho em qua cái số điện thoại em để ở phần tiêu đề, thì sẽ có em, đội ngũ nhân viên nhà em gọi điện đến để tư vấn và chăm sóc và chốt đơn cho các bác nhé. Đây, một bộ của nó sẽ là như thế này các bác ạ. Thì một cái video ngắn này thì em cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu mà bác nào quan tâm đến cái độ sắc ngọt của nó thì các bác hãy vào cái video lần trước của em để tham khảo cái bộ kéo của em nhé. Và bây giờ thì em sẽ xin chào, hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Rất là cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này của em nhé.